Xin kính chào các quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý khán giả một mẫu tinh thể thạch anh khói được mài đánh bóng. Rất chi là đẹp. Soi đèn quý vị thấy độ thông đèn của đá này, đây là dòng tinh thể, độ thông đèn của nó khá tốt nha. Đèn quý vị nhìn thấy rất chi là tốt, soi từ phía sau thấy độ thông đèn của đá cực kỳ tốt, có những đường dạng, đường nứt tự nhiên, đó là hoàn toàn đường nứt tự nhiên của đá. Đá thì đá tự nhiên không thể viên nào mà tránh khỏi cái việc nứt dạng tự nhiên của các đường thớ, đường chạy của đá. Mẫu này thì có tổng khối lượng của cả đá và đế nặng là 1,7 kg. Và riêng đá không nặng là 1,4 kg, cùng hai tinh thể gắn liền với nhau, không hề gắn ghép nữa. Hoàn toàn là tự nhiên, đã được mài cốt bóng lại. Và những tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 500.000 đồng. Nếu quý vị mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099, quý vị yêu thích chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Quý vị nếu mà chưa rõ hoặc chưa tin tưởng thì có thể kiểm tra kiểm định thoải mái ở bất kỳ trung tâm kiểm định đá quý nào trong nước cũng như ngoài nước. Nếu phát hiện hàng bán không đúng theo cam kết, tôi xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Bên tôi giao dịch mua hàng thì có hai hình thức, một là khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Và lưu ý một điều, đó là dù chuyển khoản trước hay nhận hàng thu tiền thì quý vị cũng luôn luôn kiểm tra hàng trước khi nhận, xem thứ nhất là hàng gửi có đúng theo video cam kết giới thiệu hay không. Thứ hai là xem có bị hàng có bị hư hỏng, có vấn đề gì trong quá trình vận chuyển hay không. Nếu hàng có vấn đề thì cho dù quý vị có chuyển khoản trước thì tôi cũng sẽ chuyển khoản hoàn trả lại toàn bộ số tiền quý vị đã chuyển khoản, không trừ bất kỳ một chi phí nào. Quý vị cứ yên tâm chuyển khoản trước, không vấn đề gì cả. Bên tôi bán hàng rất là uy tín, khách hàng nào đã mua hàng thì biết rồi. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Hàng ngày kênh Đá Quý Thanh Hóa luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.